mới bắt đầu vẽ mà vẽ ở nhà nữa, nó cũng rất là dễ. Chẳng hạn như cái chất liệu mình thì thường mình chuyên vẽ sơn dầu, còn mình cũng có thể mua acrylic thêm, tất cả mọi nước chủ yếu là cái kỹ thuật vẽ thôi. Đầu tiên là mình thì mình có thể tạo được, chẳng hạn như cái bàn này hình tròn mình vẽ cắt ngang cũng được, hoặc mình thích cái hình tròn này ha, rồi mình chỉnh sửa chế táo theo cái hình ở trong đây cũng được. Phải lấy hình thì cơ bản nhất là mình chọn cái bố cục của cái cạnh ở đây đi ha, lấy quả táo ở khoảng này thì nó sẽ đẹp hơn. Hiện tại bạn cứ vẽ là cái cơ bản thôi, là nó hình tròn thì mình sẽ thấy cái cuống táo đây ha. Rồi, mình lấy này, mình lấy cái tương đối thôi, chẳng hạn như cái hướng này nó nghiêng vậy, quả táo tròn vậy thì mình có nên để một cái cuống hướng này không, hay là hướng này đẹp thiệt màu tối trước ha. Các bạn cứ thoải mái lấy màu nào cũng được, chẳng hạn như mình lấy màu màu vàng mình vẽ trước cũng được, cũng không có quan trọng lắm. Cái màu trắng xám cho cái nền của các bạn đó. Cọ thì tốt chút thì mình xài sẽ lâu hơn, còn mấy cọ cọ cũ thì cái đầu cọ nó hay bị tè ra khi mình xài qua một lần một hai lần. Tí màu xanh đi chẳng hạn ha, rồi mình pha thêm một tí màu vàng nhẹ thôi, nhưng mà mấy bạn đừng có pha màu chính của mình là quả táo á, mình đã màu đỏ rồi. Rồi ví dụ như cái ở đây mình thấy mình để cái mảng nền thử màu trắng thì mình thấy nó bị tranh chấp giữa hai cái này quá, thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần nền màu hơi tối ha. Mình lấy màu xám pha tí màu hồng hay màu đỏ gì cũng được, rồi mình nhưng bạn cứ lấn qua lấn lại không sao, tại vì cái màu nó cũng bắt buộc nó phải theo gam hết. Thì mình lấy cái cọ bự chút ha. Đó, thì cái phần nền này mấy bạn chưa quen thì mấy bạn làm sơ thôi là nó cũng tương đối là giờ cũng đẹp tối của quả táo thôi. Mình lấy cái mảng tối, mình chọn cái mảng tối. Em thấy mình là hay dùng cái cọ to, thì thực ra lúc đầu mình dùng cọ to để mình lấy cái mảng lớn, khi mà vô chi tiết mình mới lấy cọ nhỏ. Còn bây giờ mình đi chi tiết cọ nhỏ nó thì nó khá lâu, như vậy với lại nó cũng không có chưa hẳn là đẹp như mình muốn đâu. Đó, cái mình nhiều như đó mình đi những mảng tối, thì một số người thì đi tổng thể trước rồi xong đi mảng tối, còn mình thì đi đi mảng tối trước, thì tùy cái cách thôi, tại do mỗi người có cái phương pháp riêng đó. Mình chỉ ở đây mình hướng dẫn các bạn là chủ yếu là mình hướng dẫn để cho mấy bạn biết cái cách vẽ cơ bản thôi. Rồi từ từ nếu mà mấy bạn theo mình lâu á thì mình sẽ chỉ cho cái cách nâng cao lên ha. Rồi bây giờ thí dụ như ở đây mình thấy quả táo có mảng sáng ở đây, thì cơ bản là mảng sáng của quả táo và mảng sáng của ánh sáng, thì mình sẽ pha tí màu vàng. Rồi mình thấy là cái màu tức là nó cứ an tâm vô là được. Cái phần mình thấy ở trong đây nè, các bạn thấy đó, mình là ánh sáng ở trong đây rồi. Rồi một số cái mình cứ thoải mái nét đi, khi mà mấy bạn vẽ xong mấy bạn ra xa dòm là mấy bạn thấy đẹp liền. Nếu ai mình chưa vẽ thì dòm qua cái cách mình vẽ chừng lần là có thể là tương đối là có thể vẽ theo được. Cũng như giờ mình vô chi tiết mình thấy những cái mảng tối à, ở đây mình thấy cái mảng tối đây nè, ví dụ đây là cái bóng thì tất nhiên nó sẽ hơi tối hơn, thì mình lấy cái mà mình đó, bây giờ mình cho thêm mình muốn nếu mà chanh thì nhiều màu sắc thì nó sẽ đẹp hơn.
ánh đèn, đặt đặt cái mảng sáng cho một tí vàng. Rồi nhẹ quả táo khi mình cũng có thể chỉnh hình khi mà mình ấy nền ha. Mình cứ ăn vô quả táo miếng cũng không sao. Như cái đây, ồ tôi thấy cái bóng này đẹp quá, thì mình làm sao mình nền á, mình cộng tí màu tối vô góc này nè, các bạn để ý nha, ở trong cái góc này thường là nó sẽ đậm hơn ở ngoài này nè, thì mình cứ đặt sáng sáng thì mình ấy xí màu sáng đi. Và để cho cái bức tranh này nó sâu hơn chút nữa thì mấy bạn lấy cái cọt, mấy bạn lấy cái màu đậm á, mấy bạn ấy nhẹ dưới này thì nó sẽ có cái độ cong sâu hơn ha. Thì tại vì giáp mí thì lúc nào nó cũng có cái, mình có thể tải ra đây chút, còn cái cọn mình ấy à. Mà để mấy bạn cho nó cái độ nó xa gần của quả táo á, thì mấy mình lên rõ ràng chút, chẳng hạn như sâu nhẹ vô, chẳng hạn như cái tối á, thì cái phần dưới này là phản quang, còn cái phần này là mình thấy nó hơi tối nè, đúng không? Đó, nên đặt cái phần cho nó nổi cái táo lên, mình lấy cái chỗ sáng này nè, chỗ sáng này. Nói, ủa sao cái màu của mình dính vô cái chỗ táo không sao đâu mày, chủ yếu là chanh mình dòm nó ở xe thôi. Như mấy bạn nào mà thích á thì mấy bạn cứ thường luyện tập, tại vì mà mình càng luyện nhiều á thì cái kỹ thuật mình càng tốt. Coi như mình vẽ để vui thôi, nó mạnh lên xíu thì tôi lấy sáng lên thôi. Có gì hết. Thích cái chỗ này nó hơi đậm xíu. Đó. Rồi mình cắt cái hình ấy lại, cái bóng tí nè cho nó. Thì cái mảng tối này, chẳng hạn này bạn pha xám rồi cộng tí xanh cũng được, tại vì này mình chưa có gì thì mình ký tên đây. Và nhìn cái nó kéo màu của màu thì mình chọn cái màu đỏ ha.